Trong khuôn khổ chuyến thăm không báo trước tới Ukraine, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày hôm qua đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Volodymyr Zelensky để thảo luận về các biện pháp tăng cường hỗ trợ cho Kiev. Phát biểu họp báo sau hội đàm, Tổng thống Yoon cho biết Seoul sẽ tiếp tục hỗ trợ quân nhu quy mô lớn cho Kiev trong năm nay. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết sẽ tăng hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine lên mức 150 triệu đô la Mỹ trong năm nay, so với mức 100 triệu của năm ngoái. Về phần mình, Tổng thống Zelensky đã hoan nghênh sự ủng hộ của Seoul với Kiev trong vấn đề lương thực, năng lượng và an ninh toàn cầu. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine cũng cảm ơn Tổng thống Hàn Quốc về những sáng kiến mới để hỗ trợ tài chính, kỹ thuật và nhân đạo cho Ukraine, dù ông không cho biết thêm chi tiết. Chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine diễn ra trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu của Tổng thống Hàn Quốc.